Hello, chào tất cả mọi người nha. Chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay mình xin phép được giới thiệu cho mọi người một cái video ha. Mới về nội dung đó là cái vấn đề của mọi người hay gặp. Thì cái vấn đề trên á thì theo kinh nghiệm của mình thôi. Kinh nghiệm của mình thì giúp cho mọi người có một cái nhìn hay là có một cái vision để cho mọi người bắt thóp được cái vấn đề trước khi để cho mọi người sẽ giải quyết vấn đề nhanh hơn. Và cái nội dung trên thì mình đang trong quá trình cập nhật và mình sẽ tiếp tục làm thêm một những cái video khác và càng ngày càng dài hơn để mục đích chia sẻ cho mọi người và mọi người đọc qua. Thì sau đó mọi người sẽ sàng lọc được những cái sàng lọc và bắt thóp được những cái vấn đề nó có thể xảy ra đối với các bạn và các bạn sẽ tự giải quyết được vấn đề. Và mình mong rằng trong cái quá trình mình chia sẻ nếu có những nội dung nào nó các bạn có những ý kiến trái chiều với mình thì các bạn hãy đưa ra những góp ý và những bình luận cho mình nha. Thì mình mong rằng chúng ta là góp ý với nhau trong cái sự hòa bình ha, không văng tục này kia nha. Chúng ta là những con người của thế kỷ mới rồi nên chúng ta cần phải góp ý nhau trên cái phương diện là lịch sự nha. Thì trước thì các bạn có nghe thấy không ạ? Trong cái lời mình nói nó có một cái âm nhạc. Thì mình đang mở cái nhạc không lời cho mọi người nghe. Nhạc đó là nhạc liên quan về nhạc sóng. Nó giúp mọi người nó liên quan về nó thực sự nó là nhạc chữa lành nha, chữa lành. Và mình nghe nó tầm bây giờ cũng tầm chắc tầm 7 năm rồi. Và mình rất là thích thú với nó. Ngoài ra một cái dòng nhạc đó mình cũng rất là thích. Trước khi vào phần chia sẻ mình chia sẻ với mọi người thêm một chút xíu nữa nha. Mình cũng rất là thích cái dòng nhạc này này, các bạn sẽ thấy là đây một trong những cái bài nhạc giúp cho mình có những cái nốt nhạc cũng như là lên xuống mình nghe hầu hết của mình là tầm trên 90% là nhạc không lời nha, tại vì mình cảm nhận được những cái tác động và ảnh hưởng của nó đối với cơ thể của chúng ta nên thành ra bây giờ mình nghe những bản nhạc và nghe những chương trình một cách có chọn lọc và có chủ đích đối với bản thân mình. Nếu mà mọi người muốn nghe cái bản nhạc trên thì mọi người tự vào nghe nha. Do là cái nhạc này mình cũng chưa xin phép thì thành ra mình cũng sẽ không có mở lên. Nếu trong tương lai thì mình sẽ mở lên để mình ghép vào cho mọi người xem. Nhưng mà mình phải xin tác giả đó trước đã. Vậy mọi người chúng ta bắt đầu vào nội dung ha. Thì câu phía trên của mình đây là tên của mình ha. Và tên tiếng Anh của mình là Sandy. Sen trong nó sẽ có hai phần, nó sen trong cát và y trong cái sự khác biệt của nó. Thì đây chính là cái nội dung mà tiêu đề mình rất là thích. Thì mình trong đầu lúc mình làm cái nội dung này, vô tình mình có cái câu đó thoát ra ngay trong đầu của mình. Và mong rằng cái câu nói trên nó sẽ góp ích được cho mọi người cái điều gì đó, gửi tới mọi người được một cái thông điệp gì đó. Và đầu tiên, nhưng mà thực sự chúng ta nhìn vào một cái sơ bộ trước ha. Nó sẽ rơi vào tầm 30 câu nha. Hiện tại là tầm 30 câu, nhưng mà tương lai nó sẽ còn dài nữa. Mong rằng là mình sẽ sớm cảm nhận được để ghi xuống và chia sẻ cho mọi người. Và chúng ta bắt đầu nha. Các bạn sẵn sàng chưa ạ? Bắt đầu nha. Nếu bạn nào mà cảm giác là muốn relax chút xíu trước khi comeback thì các bạn hãy đi và uống xíu nước nha, rồi cho nó refresh. Hoặc là refresh hay là thoải mái đó, hay là sảng khoái để sau đó các bạn ngồi lại chúng ta cùng nghe nha. Câu đầu tiên ha, khi bạn làm một việc, bạn đều mong hầu hết, cái câu này là bạn đều mong muốn, bạn đều cũng được hoặc là mong bạn đều mong muốn người khác thấy được điều bạn đang làm. Đó là một câu đúng không ạ? Câu đầu tiên nha, thì các bạn xem thử là các bạn có nằm trong đó không nha. Sẽ có một số câu mình sẽ ngồi lại một chút xíu mình sẽ nói chuyện ha. Câu thứ hai, khi bạn làm một việc bạn đòi hỏi họ phải làm điều tương tự lại cho bạn đúng không ạ? Thì cái điều này nó sẽ xuất hiện ra một cái vấn đề của chúng ta đó là sự đòi hỏi. Đòi hỏi này chính xác là một cái vấn đề nha. Cần phải giải quyết nha. Nha các bạn. Điều này nó rất là quan trọng nha, sự đòi hỏi đây là một cái vấn đề đó, thực sự nó là một cái vấn đề. Nếu chúng ta không giải quyết thì tương lai nó sẽ xảy ra những cái vấn đề rất là lớn nha. Có thể là cãi nhau với đồng nghiệp đó.
và chúng ta phải ngưng lại cái sự đòi hỏi. Ngưng lại sự đòi hỏi như thế nào thì trong các lần tới mình sẽ tiếp tục chia sẻ những video sau khi mình đủ các cái nguồn thông tin, cảm thấy đủ thôi, chứ mình gọi là đầy đủ được thì thực sự là mình nghĩ là hiện tại là chưa. Khi bạn làm một việc, bạn đòi hỏi người khác phải vui vẻ đón nhận chúng, đúng không ạ? Chú ý câu ha, vui vẻ đón nhận chúng nha. Đây có phải là cái vấn đề của chúng ta, vui vẻ đón nhận chúng? Tại vì lý do tại sao mà mình lại nói ra câu này, tại vì chúng ta làm, nếu chúng ta đã làm từ tâm rồi, đúng không? Nếu chúng ta đã làm từ tâm thì thực sự đó là chúng ta sẽ không quan tâm tới tới điều đó nữa. Đúng ạ, thông điệp tốt lành. Nếu mà đã là thông điệp tốt lành và chúng ta tin tưởng như vậy và chúng ta làm với cái tầm nhìn, cái vision đó, thì chắc chắn chúng ta không cần phải quan tâm tới cái điều đó nữa, đúng không? Nên cái điều này nó sẽ không còn là cái vấn đề với chúng ta nữa, và chúng ta chỉ quan tâm là chúng ta làm thôi, đúng không ạ? Ok, chia sẻ mọi người một chút xíu là trong quá trình chia sẻ này, khi mình chia sẻ là mình ghi xuống những cái trong đầu mình ra luôn nha, và mình tin tưởng là mình sẽ có những nội dung hay cho mọi người. Mình chỉ ghi những tiêu đề thôi. Câu số 4 ha. Khi bạn làm một việc, bạn mong muốn việc đó phải thành công ngay. Đúng không ạ? Đây cũng chính xác là cái sự đòi hỏi nha. Đòi hỏi là một. Thứ hai là thiếu kiên trì nha. Đây cũng là vấn đề nha. Với là thiếu kiên trì, và vấn đề tiếp theo là chúng ta đang tập trung, đang chỉ tập trung vào đích đến. Vấn đề này cũng cần phải giải quyết. Tại vì sao? Chúng ta đang, có nghĩa là theo mình hiểu được cái định nghĩa của thành công á, thì chính xác là thành công là cái quá trình để đạt được cái mục tiêu đề ra. Thì đối với định nghĩa như vậy, theo định nghĩa của mình là như vậy, nên dẫn tới chúng ta cần phải hiểu là gì? Thành công nó là một cái quá trình để đạt được cái mục tiêu đề ra. Do vậy chúng ta cần phải làm từng step, từng bước một. Dành cho bạn nào mà chưa dành tiếng Anh thì step chính xác là bước nha. Tại vì trong quá trình mình nói thì có thể gài một chút xíu tiếng Anh cho mọi người, mục đích giúp mọi người có thêm cái kỹ năng tiếng Anh ha. Tại vì tương lai nó sẽ hội nhập và chúng ta sẽ cần phải sử dụng tiếng Anh nhiều hơn để giao tiếp với mọi người trên thế giới này. Cảm ơn mọi người nha. Chúng ta đến câu số 5 nha. Bạn sẽ sớm từ bỏ ai đó nếu họ khiến bạn khó chịu ha. Thay vì nhìn nhận lại vấn đề của bản thân. Các bạn thấy đúng không ạ? Có nghĩa là khi một vấn đề xuất hiện á, chúng ta sẽ tìm cách đổ lỗi cho đối phương nha. Hầu hết chúng ta sẽ tìm cách đổ lỗi cái vấn đề cho đối phương và chúng ta sẽ không nhận cái vấn đề đó về mình. Đó là cái cách mà chúng ta hầu hết mọi người đang vận hành. Xem, các bạn xem và nhìn nhận lại bản thân xem có vấn đề trên không nha. Bạn thường câu số 6 à, bạn thường đổ lỗi cho người khác khi vấn đề xảy ra. Câu này nó sẽ tương tự với câu số 5 ha. Câu số này này nó sẽ tương tự với câu số 5, đó là tìm cách đổ lỗi cho đối phương ha. Khi một vấn đề xảy ra thì chúng ta sẽ từ chối cái, có nghĩa là chúng ta mục đích đó là gì? Có nghĩa là não bộ chúng ta sẽ tìm ra cái lý do, tìm ra cái mục đích, tìm ra đủ mọi cách làm sao để tìm ra những thông điệp, thông tin đó là chứng minh được rằng đây là vấn đề xuất hiện từ đối phương chứ không phải chúng ta. Mục đích đó là mục đích cuối cùng đó chỉ là đổ lỗi và vấn đề xuất phát từ đối phương thôi chứ không có gì cả. Mình in đậm lên cho mọi người xem nha. Chúng ta học thì chúng ta sẽ học trong sự thoải mái và chậm rãi như này để chúng ta vừa cảm nhận. Chúng ta không học quá vội vàng nha. Tại vì chúng ta vừa học vừa cảm nhận, vừa học vừa feeling. Feeling là cảm nhận ha. Chứ không phải chúng ta học một cái gấp rút để rồi chúng ta đạt được kết quả mà chúng ta quên mất chúng ta lúc nãy chúng ta đang học nha. Mục đích của bài truyền giảng này là vậy ha. Tiếp theo câu số 7. Bạn thường tìm cách và đưa kết luận về vấn đề bạn đang gặp phải là không phải do bạn. Câu số 7.
Cũng tương tự, mình đã giải thích cho phía trên đó là hầu hết mình sẽ là đổ lỗi cho đối phương ha. Chúng ta sẽ đưa ra kết luận. Kết luận là do người ta. Kết luận là gì ạ? Kết luận là do họ chứ không phải do mình ha. Đưa ra một cái kết luận đó là do họ. Bởi vì họ, có phải là mọi người đang xài cái cách này không ạ? Hầu hết mọi người đang xài cái cách trên. Kết luận là do họ, vì họ nên xảy ra vấn đề trên. Đúng ạ? Vân vân. Tiếp tục ta đến câu số 8 ha. Hầu hết là bạn muốn cuộc sống dễ dàng, trong khi đó bạn dành những khó khăn cho người lân cận hoặc người bạn gặp gặp phải ha. Bạn muốn cuộc sống dễ dàng, nhưng mà chúng ta đâu biết rằng là nhưng mà chúng ta đâu biết rằng là để chúng ta mà vững chãi trong cuộc đời này thì chúng ta phải cần những giông bão, đúng không ạ? Chúng ta phải cần những cái giông bão, những cái cơn gió nó quật chúng ta ngã và chúng ta đứng dậy, ngã và đứng dậy. Thì càng lúc ngã như vậy chúng ta sẽ càng kiên cường và kiên cường hơn, càng kiên cường. Và sau những lần vấp ngã, quan trọng đó là điều quan trọng á, sau những lần vấp ngã thì bạn đứng dậy nha. Điều đó là điều rất là quan trọng ha. Điều quan trọng là chúng ta sau khi vấp ngã chúng ta dám đứng dậy và đi tiếp, chứ còn nếu mà chúng ta đứng dậy chúng ta nằm xuống luôn thì điều đó là điều rất là tệ hại. Và những cái điều này khi chia sẻ mọi người thì mình cũng vừa nhắc nhở bản thân tiếp tục luôn. Đứng dậy, hay người ta hay gọi là đứng dậy sau khi ngã. Sau khi ngã. Các bạn thấy không ạ? Có nghĩa là chúng ta phải làm gì? Khó khăn tới, chúng ta đối đầu. Chúng ta đối diện chứ phải đối đầu nha. Đối diện và tìm cách ứng phó với nó. Chúng ta không phải là không không được phép chạy trốn nha. Vì vấn đề sẽ quay lại ha. Thì đó là một cái thông điệp rất là quan trọng nha. Cái thông điệp này là mình đã học được từ người thầy của mình ha. À, nếu mà bạn nào muốn học á, thì mình sẽ comment riêng hoặc là mình sẽ chỉ mọi người những cái sách để cho mọi người học được cái thông điệp này. Và thực sự cái vấn đề nếu các bạn không giải quyết thì nó sẽ quay trở lại và nó sẽ càng dữ dội hơn. Do vậy mong rằng mọi người sẽ giải quyết được vấn đề ngay khi nó vừa chớm nữa và mọi người xử lý một cách triệt để ha. Chúc mọi người sẽ học được điều gì đó trong câu này ha. Mình sẽ in đậm lại câu này một lần nữa nha. Bạn muốn cuộc sống thì rất là dễ dàng nha. Có nghĩa là ai ai cũng muốn cuộc sống dễ dàng cả, muốn easy về mình, muốn dễ dàng, cực kỳ dễ dàng về bản thân mình, còn cứ mang điều khó khăn cho người xung quanh. Đó là một cái vấn đề đó. Gọi là liên quan về cái sự chối bỏ trách nhiệm đó. Hay là gọi là sự chối bỏ trách nhiệm. Cái sự yếu ớt. Đúng không ạ? Cũng có thể là đòi hỏi nữa. Cái vấn đề chúng ta đó, một trong những vấn đề, rất là nhiều vấn đề ở đó đúng không ạ? Tiếp theo câu số 9 ha. Câu số 9 ha. Bạn dễ dàng bị sao nhãng khi bạn quay qua xem hoặc làm một việc khác. Có nghĩa là bạn khó để quay trở lại công việc lúc trước bạn đang làm. Có nghĩa là mình lấy ví dụ ha. Giả sử là bạn đang làm một cái công việc A. Sau đó vô tình bạn mở ra một cái tab để tìm kiếm một cái thông tin gì đó cho công việc A. Thì bạn vô tình bạn thấy một thông tin B. Sau đó bạn sẽ bị thấy nó ok, bạn đánh giá nó cần thiết hoặc là bạn nói xem 1 2 phút thôi, nhưng cuối cùng bạn xem được khoảng tầm 10 15 phút, 20 phút, 30 phút, thậm chí là dẫn tới 1 tiếng và bạn bị sao nhãng công việc A. Thì đó là một trong những cái vấn đề đó là liên quan là sự sao nhãng và mất tập trung. À, và cái vấn đề trên là mình cũng đã từng ha, mình cũng đã từng và mình có kinh nghiệm thực tế từ bản thân mình nên bây giờ mình đúc kết và chia sẻ cho mọi người. Thực sự ra mình đã từng nha. Lúc trước kia là mình phải mở máy tính là tầm máy tính là cái này ạ. Trước kia mình mở đây tầm 2 30 tab lận, 2 30 tab lận và mình mở rất là chằng chịt. À, và dẫn tới là mình
cái lúc mà mình tắt máy tính thì những cái tab này hầu hết là làm gì, 20-30 tab mà mình không cần thiết, và dẫn tới là mình không có làm hết được tất cả 20-30 tab, tại vì công việc nó rất là nhiều và tại vì là bản thân mình rất là tham lam. Lúc trước kia là rất tham lam nha, nên mình giải quyết như vậy nó đang tồn đọng và cuối cùng là công việc nào xong hết, và đó là một cái vấn đề mà mình biết. Và thực sự bây giờ mình theo mình hiểu là mình giải quyết cũng gần như là khá ổn rồi, mình tin tưởng là mình sẽ giải quyết được. Câu tiếp theo sang một cái chủ đề khác ha. Cái nội dung của mình chia sẻ thì nó không có một cái trật tự nào cả. Chúng ta học chúng ta sẽ flexible, hoặc là phải linh hoạt nha. Câu tiếp theo là bạn ghét ông chủ trong khi bạn nhận lương từ họ. Một câu rất là vô lý không ạ? Một điều rất là vô lý. Chúng ta nhận tiền từ họ nhưng chúng ta lại ghét họ. Và chúng ta đâu biết được rằng á, ông chủ là người á, đang rất là khó, rất là phải suy nghĩ, rất là phải đắn đo. Bài học ha. Tại sao là mình viết ra cái câu trên ha? Tại vì mình đi làm mình rất là thương ông chủ ha. Lý do tại sao mình thương họ? Tại vì thực sự ra là như thế này. Tại vì mình cảm nhận được những cái áp lực họ đã và đang gánh trên được cái đôi vai của họ khi họ duy trì cái công việc hiện tại để cho mình có những đồng lương đó. Bạn biết không ạ? Trong cái lúc chúng ta nằm ngủ đây, nhiều lúc là ông sếp, ông chủ của công ty đó, họ đang phải nghe những cuộc gọi phàn nàn từ khách hàng về những cái công việc của chúng ta đang làm. Do vậy, họ là người đang đứng sau chúng ta và chịu những cái gánh nặng, mang những gánh nặng cho chúng ta. Và họ phải nỗ lực từng ngày để duy trì cái công ty đó. Tại vì khi công ty đó phá sản sẽ có bao nhiêu người nằm xuống, bao nhiêu người té xuống. Và như vậy, bao nhiêu gia đình sẽ gặp khốn khó, gặp khó khăn. Do vậy, các bạn trước khi trách họ, các bạn phải cảm ơn họ trước. Tại vì sao? Họ là người trả đồng lương cho chúng ta. Họ là người trả đồng lương cho chúng ta nha. Và họ đang phân phối công việc của chúng ta và cho xã hội ha. Họ đang đóng góp cho xã hội rất nhiều. So với chúng ta, họ đóng góp rất là nhiều đó. Và chúng ta phải thương họ. Thực sự với mọi chia sẻ mọi người một chút xíu ha. Mình là một người, đó là mình trước đi làm từ trước tới giờ, mình rất là thương ông chủ. À, thương sếp của mình. Tại vì mình thấy được những cái khó khăn của sếp phải đảm nhận khi quản lý mình. Tại vì nhiều lúc là mình áp lực lên họ những cái đồng lương, tăng lương này kia. Và cuối cùng họ phải là người để làm sao nói khéo với cấp trên, và họ phải là người điều phối làm sao với công ty, làm sao để tăng lương cho mình. Và riêng bao nhiêu đó mình cũng đã thấy là biết ơn họ rồi. Ngoài ra những cái bài học cao quý hơn nữa đó là gì? Họ rất là khiêm nhường và họ không chửi mình, và họ rất là bình tĩnh để nói chuyện với mình. Dù nhiều lúc công việc của mình làm vỡ lỡ hết công việc nhưng họ không giận và họ vẫn khuyên răn mình để làm sao lần tới mình học được bài học và rút kinh nghiệm từ đó. Thì đó là một trong những cái bài học mình học được rất là nhiều từ ông sếp của mình. Ngoài ra, một trong những bài học rất là quý giá từ mình học được đó là gì? Nhờ cái ông sếp, ông tạo ra công ty này, thì công ty này xuất hiện, và công ty này xuất hiện dẫn tới là gì? Có cái môi trường làm việc năng động giúp chúng ta học được những cái điều hay và kiến thức hay. Đó là một điều rất là đáng quý đúng không ạ? Thì do vậy, chúng ta làm gì ạ? Đừng ghét họ. Thay vào đó ha, hãy yêu thương họ ha, và biết ơn họ ha. Nha các bạn, thì thực sự đó chúng ta phải yêu thương và biết ơn họ ha. Còn nếu mà chúng ta thực sự muốn có một cái sự góp ý từ cho sếp, thực sự các bạn hãy góp ý một cách khéo léo nha. Tại vì thực sự ra mình góp ý cũng nhiều lần đó. Và thực sự sếp của mình rất là thoải mái, tại vì tính của mình là góp ý theo trong sự là muốn góp ý cho công ty tốt lên, thì thành ra là sếp rất là thích và happy với tụi mình khi tụi mình đưa ra một cái góp ý gì đó cho công ty và cho sếp, thậm chí đưa ra một cái lời đề nghị gì đó, và mình thấy rất là tuyệt vời vì điều đó, mình biết ơn điều đó. Cảm ơn mọi người nha. Và mình cũng nhân nhân từ đây thì mình cũng muốn gửi một cái thông điệp, gửi một cái năng lượng tới ông sếp của mình, đó là lời biết ơn tới ông sếp, người đã trả lương cho mình, dạy cho mình rất là nhiều điều, giúp mình trưởng thành nhiều hơn, và mình biết ơn điều đó.
Câu số 11 ha, chúng ta tiếp tục ha. Bạn ghét đồng nghiệp trong khi họ là cộng sự của bạn trong công việc của bạn, đúng không ạ? Đúng không? Chúng ta bạn thấy không ạ? Cái môi trường hầu hết trong công công việc ha. Mọi người thậm chí chị gái của mình cũng vậy. Đi làm về là gì? Than vãn, ủa tại sao công việc nó áp lực như thế này? Đúng không ạ? Chúng ta cứ ghét đồng nghiệp trong khi họ là cộng sự của bạn trong cái công việc này. Trong cái công việc này ha. Đang làm ha, chuyện này đang làm cho nó hợp lý cho mọi người ha. Chúng ta có thấy vô lý không? Chúng ta đang làm cái công việc đó, cộng sự có nghĩa là gì? Cộng sự chính là người chia sẻ công việc của chúng ta ha. Là người cộng sự. Người giúp chúng ta có thu nhập. Chúng ta thấy không ạ? Điều rất là quan trọng ha, họ là người đang giúp cho chúng ta có thu nhập ha, đúng không? Vậy nhưng mà các bạn lại nói là ủa tôi có giúp họ mà thực sự là chúng ta giúp hai chiều, nhưng mà chúng ta khi có một người để mà làm việc chung đó là một điều may mắn. Tại vì sao? Hiện tại có rất là nhiều người đang không có cộng sự để làm việc chung và họ khát khao để có một cái cộng sự để làm việc chung, thì đó là cái điều khác biệt. Và chúng ta đang có được cái cộng sự làm việc chung thì đó là điều rất là đáng quý và trân quý. Hãy trân quý những cái điều đó nha. Đó không phải là điều đơn giản và chúng ta rất là may mắn khi chúng ta có những cộng sự và hãy trân trọng họ. Và ngoài ra chúng ta sẽ học được rất nhiều bài học từ họ, bài học thông qua họ hợp lý hơn ha. Thì do vậy ha, hãy biết ơn ha và yêu thương họ. Cảm ơn. Vân vân ha. Tại vì thực sự đó chúng ta đó là có cộng sự như vậy, đó là một cái điều đặc ân rồi. Đúng không ạ? Nên chúng ta phải luôn làm gì? Biết ơn và yêu thương họ. Chia sẻ những cái cảm xúc. Nhiều lúc trong công việc chúng ta chưa hài hòa với họ thì chúng ta ngồi face to face chỉ là một một thôi, chúng ta ngồi nói chuyện thay vì chúng ta ngồi dùng tay chân đấm đá nha. Cái điều tay chân thì thực sự ra là mình cũng không khuyến khích, và thực sự là mình thì mình never nói không với việc hành động bằng nắm đấm, tại vì nắm đấm thì nó không có thể hiện sự mạnh mẽ của tụi mình. Cái thể hiện sự mạnh mẽ đó là cái gì? Đó là những câu nói và những cái tình yêu thương cho nhau, nói với nhau những cái thông điệp tuyệt vời. Đó là những điều mà mình học được. Và trước kia thì nếu bạn hỏi là mình có cãi nhau với đồng nghiệp không, mình cãi nhau nhiều lắm, thậm chí mình còn cãi nhau với cả trưởng phòng cơ. Mình là một đứa cứng đầu và mình cãi nhau với trưởng phòng luôn. Và cãi nhau xong thì điều mình học được đó là gì? Khi cãi nhau xong thì mình và sếp trưởng phòng đó là ok hòa và tiếp tục tập trung vào công việc, có nghĩa là cãi nhau xong thì thôi và cãi nhau cho nó ra ngô ra khoai, có nghĩa là đúng sai ok. Bài học kinh nghiệm rút ở đây là gì? Xong sau đó hết, chứ không có là để dâm nhi và lôi chuyện này sang chuyện kia để trách móc gọi là dằn vặt lẫn nhau ha. Rồi, chúng ta qua câu số 12 nha. Bạn đòi hỏi môi trường nơi làm việc phải tốt trong khi nơi bạn ngồi làm việc thì chưa tốt. Câu ở đây mình muốn gửi cái thông điệp tới mọi người đó là hãy sắp xếp và làm tốt cái góc làm việc của bạn, đúng không ạ? Bạn là người ở đó thì bạn có trách nhiệm là gì ạ? À? Chúng ta phải có trách nhiệm đó là làm đẹp cái nơi làm việc chúng ta. Và cái nơi làm việc tốt hay không á thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta là người sắp xếp cái môi trường làm việc, nơi làm việc cho nó tốt, chứ không phải là chờ đợi người khác sắp xếp cho chúng ta làm việc tốt nha. Mà chúng ta khi chúng ta bước vào môi trường đó, chúng ta đã chọn công việc đó thì chúng ta phải nỗ lực với nó và chúng ta phải có trách nhiệm là làm cho khu làm việc chúng ta sạch sẽ, đẹp, thoáng mát và chúng ta happy với vị trí ngồi của chúng ta, chứ thay vì chúng ta đòi hỏi công ty. Chúng ta khi chúng ta làm vị trí của chúng ta tốt thì mọi người sẽ học và mọi người sẽ làm những điều tốt đó và công ty sẽ dần tốt đẹp lên. Giả sử hiện tại như mình, công ty đi lúc đầu mình đi xe máy đi làm thì bây giờ mình làm gì? Mình đi xe đạp, lý do mình muốn bảo vệ môi trường và gửi thông điệp tới mọi người là gì?
đi xe đạp để bảo vệ môi trường. Thì đó là cái thông điệp của mình, và ngày ngày mình cứ đi xe đạp, nếu mọi người nhìn hay là phán xét gì thì đó là việc của mọi người, và mình tin tưởng rằng mọi người sẽ không phán xét mình. Còn nếu mọi người có phán xét thì mọi người cũng sẽ tốt lên, vì thông qua cái sự phán xét đó mọi người sẽ học được cái bài học gì đó. Nên mình tin tưởng rằng họ sẽ học được điều gì đó, và mình cũng sẽ học được điều gì đó từ họ thông qua việc mình đi cái xe đạp á. Và mình biết ơn mọi người. Tiếp theo chúng ta qua câu số 13 nha. Chúng ta còn 17 câu nữa ha. Bạn đang quá tập trung vào đồ đạc và những phụ kiện bên ngoài bạn. Có nghĩa là gì ạ? Chúng ta đang tập trung vào cái gì? Mình giải thích cho chút xíu ha. Chúng ta đang kết luận ha. Đó là chúng ta đang tập trung vào vật chất nha. Đúng không ạ? Mình nói câu trên mọi người thấy có bị thốn gì không ạ? Nếu mà bị thốn thì mọi người đừng có giận mình nha. Tại vì thực sự ra là mình nói ở đây thì mục đích giúp cho mọi người và chia sẻ những thông điệp mà mình nhận được từ cái vũ trụ này. Nên do vậy là mình rất là may mắn nên mình biết được, và mình mong muốn là mọi người cũng giống như mình biết được những điều trên. Nếu mọi người hỏi là mình gọi là có sợ mọi người biết hết những cái điều này không, mình không có sợ, tại vì vũ trụ nó nhiều điều lắm. Và thứ hai nữa là vũ trụ này nó tốt lên thì thực sự ra là mình cũng happy với đó, mình thích điều đó chứ không phải là mình sợ điều đó. Nên là mọi người biết càng nhiều càng tốt, biết rõ hơn mình ok càng tốt, lý do là mình sẽ học được từ mọi người. Quay lại bài học ha, chúng ta sẽ một câu đó là chúng ta đang tập trung vào vật chất ha. Vật chất có nghĩa là gì? Chúng ta đang tập trung vào những cái điện thoại và những cái phụ kiện ngôi nhà này kia phải đẹp như bằng người này người kia mới chịu. Trong khi chúng ta chỉ dùng một cái iPhone 5 hoặc là Samsung Galaxy S7 Plus là đã đủ rồi, thì chúng ta vẫn nhu cầu đòi cho tới iPhone mới chịu. Lý do thằng bạn của mình nó có iPhone nên mình mới bằng. Thì thực sự ra là chúng ta đang làm gì? Đòi hỏi. Chúng ta đang gặp cái vấn đề á, đòi hỏi, đua đòi. Đúng không ạ? Chúng ta đang đòi hỏi và đua đòi một cách thái quá ha. Thái quá ha. Chúng ta không chưa biết chúng ta đang làm gì. Nhiều lúc chúng ta biết nhưng mà mục đích của chúng ta chỉ là thể hiện thôi. Nguy hiểm không ạ? Chúng ta chỉ mua về để thể hiện, mà trong khi cái điều thể hiện nó cần thiết không? Chúng ta cần thiết không ạ? Đúng ạ? Cái điều đó cần thiết không? Nếu không cần thiết chúng ta ngưng lại những điều đó, thay vì tiết kiệm lại. Tại vì chúng ta hãy biết một điều rằng khi chúng ta đang có cơm ăn áo mặc tại vị trí này, có một số nơi hiện tại đang có chiến tranh, và có những nơi những đứa trẻ bây giờ chỉ mong muốn có cơm ăn 3 bữa là đủ rồi. Và thực sự ra mong mọi người sẽ học được cái điều đó ha. Cảm ơn mọi người ha. Mình đi ngắn đây thôi ha. Tại vì cái nội dung trên có thể là mình sẽ phải làm một cái bài thêm nữa để giải thích cái nội dung trên. Mình sẽ tích đỏ là cái nội dung này, tại vì thực sự khả năng mình sẽ phải làm một cái nội dung liên quan về chủ đề này. Câu số 14. Bạn đang đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ. Có nghĩa là gì ạ? Khi chúng ta nhìn một cái người nào đó thì chúng ta cứ tập trung vào cái bề ngoài của họ, mà chúng ta phán xét rằng họ là một con người như thế này như thế kia. Mình lấy một ví dụ bài học tiêu biểu ha. Lúc trước là đồng nghiệp của mình đi làm vào một công ty, thấy một cái ông đó là ông sếp, thấy mà không phải là một ông sếp, ông vào cái phòng họp, ông mặc cái quần ngang đến đùi ha, và ông ấy mặc áo rất là bình thường và ông chạy vào họp. Nhưng ông họp xong thì mọi người thấy là ông họp một cách bình thường, ông ngồi và ông ngồi ông lắng nghe. Nhưng mà sau khi ông ra về, ông đi bằng cái xe mạc và ông nói chuyện, và chính xác ông chính là sếp của công ty. Và mọi người bất ngờ. Lý do là sao? Họ là một con người dù là sếp nhưng họ giản dị, với phong cách giản dị thì họ giản dị. Đừng nghĩ họ là mặc cái quần mà đơn giản như vậy thì họ không có tiền này kia, mà thực sự ra họ không phải là thể hiện đâu. Họ một con người đơn giản, họ không cần phải thể hiện. Có nghĩa là cái giá trị, họ biết rằng cái giá trị á, giá trị của họ nằm ở con người người của họ.
và họ không cần phải và họ không cần sự tâng bốc từ mọi người, vì họ biết họ là ai nha mọi người. Quan trọng hơn là họ biết họ là ai rồi, là điều đó là điều quan trọng rồi, chứ họ không cần phải nói với mọi người rằng là tôi giỏi như này, tôi giỏi như thế kia. Điều đó đều không cần thiết đối với họ. Điều họ cần đó là cái gì? Họ cần là họ sống đúng và họ sống có trách nhiệm với gia đình, người thân, và họ sống với đúng với cái xã hội. Họ có trách nhiệm với xã hội này, họ có trách nhiệm với thế giới và vũ trụ này. Họ làm đúng và họ không làm sai ảnh hưởng tới môi trường này kia. Và nói chung là họ thích là một cái đơn giản giản dị đó. Đó là cái sự đơn giản. Giản dị ha. Chúng ta thấy không ạ? Đó là cái bài học rất là cao quý ha. Câu số 15 à, bạn đang chú ý đến đích đến thay vì quan tâm đến cả quá trình đi tới. Thì tương tự với câu phía trên ha, câu phía trên mình đang nói tới câu số 5, số 6 là mình có đề cập trên đó. Thì chính xác là chúng ta đang quan tâm đến cái đích đến, có nghĩa là chúng ta đang định nghĩa sai cái quá trình đó. Mục đích của câu này cũng có nghĩa là chúng ta đang định nghĩa sai sai về thành công á, hay là đích đến là gì á, có nghĩa là câu này là thành công là gì, thì các bạn hãy trả lời câu thành công là gì thì các bạn sẽ giải quyết ra cái vấn đề trên ha. Cái thành công là gì á, nó rất là quan trọng để giúp chúng ta ha. Do câu trên là một cái câu mà liên quan về lặp lại rồi, mình sẽ xin phép chia sẻ mọi người một cái câu mới kèm vào trong cái nội dung trên. Câu đó mang cái tựa đề đó là chúng ta uống rượu bia không phải vì chúng ta muốn, mà chúng ta uống vì nể, uống vì tiền, vân vân. Mà chúng ta bỏ quên sức khỏe của chúng ta ha. Và chúng ta nhớ rằng ha, sức khỏe chúng ta nếu mà nhiều lúc làm mất đi á, chúng ta sai trái á, chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian để cho nó hồi phục lại nha. Câu trên có nghĩa là mục đích của câu trên á muốn gửi tới mọi người một cái thông điệp là như thế này. Có nghĩa là mọi người bây giờ đang đi uống là tại vì nể bạn bè này kia nên các bạn uống. Uống với bạn bè cho nó vui. Nhưng mà các bạn không biết được rằng á, đằng sau đó, đằng sau lưng của bạn đó là một cái gia đình, một hệ thống con cái này kia. Họ đang chờ đợi bạn và họ đang mong ngóng bạn đi về nhà với một cái tư thế khỏe mạnh ha. Mục đích mình gửi tới cái mọi người thông điệp đó là hãy sống có trách nhiệm. Có trách nhiệm. Và hãy biết là tại sao mình uống ha. Tại sao bạn uống ha. Giả sử nhà các bạn hay có câu gọi là nể mày nể tao thì nó rất là nguy hiểm ha. Chúng ta uống là vì chúng ta cần thiết cho sức khỏe hoặc là gì đó, chúng ta uống nếu mà chúng ta nể bạn bè, chúng ta tôn trọng họ, chúng ta uống độ khoảng một ly hai ly gì đó là ok rồi, hoặc là một lon bia hai lon bia thì điều đó là tuyệt vời đúng không. Thay vì chúng ta uống quá nhiều và dẫn tới chúng ta phải say xỉn, nhiều lúc chúng ta đánh vợ con, thì chúng ta đánh xong lỡ may có chấn thương thì chúng ta lại hối hận. Nhưng chúng ta có biết không ạ, những cái tổn thương đó là một cái nhát dao đâm sâu trong họ và bạn phải mất rất là nhiều thời gian để vá được. Thay vì chúng ta ngừng có hai chén rượu thôi thì chúng ta không phải tốn quá nhiều thời gian để vá cái vết thương trong lòng của người thân của bạn nha. Do vậy mong rằng các bạn sẽ học được cái điều gì đó sau cái bài học trên, và các bạn sẽ uống rượu bia và làm việc này kia một cách có trách nhiệm nha. Không có phải là uống rượu bia vì nể bạn, nể bè, cuối cùng các bạn gọi là vừa có bạn có bè xong, mà chúng ta gọi là vừa mất sức khỏe, vừa mất người thân trong gia đình nha. Chúng ta phải uống rượu bia làm sao vừa bạn khéo léo với bạn bè, vừa phối hợp với gia đình nữa. Tại vì cái người đứng sau bạn trong mỗi lần mà bạn say xỉn về đó là gia đình đó. Bạn bè chỉ có thể hỗ trợ bạn trong 1, 2, 3 lần thôi.
hầu hết bạn bè thân lắm thì họ hỗ trợ, nhưng mà họ sẽ không bao giờ nhắn nhủ bạn uống rượu bia hay nước ngọt. Thậm chí bây giờ mình không uống rượu bia và nước ngọt luôn. Lý do mình biết rằng nó là nó không tốt cho sức khỏe, mình cần phải có trách nhiệm với gia đình và vợ của mình và có trách nhiệm với xã hội này. Tại vì mình yêu họ, mình yêu thương họ. À, và mặt khác, khi uống rượu bia vào thì mình say xỉn thì nhiều lúc là mình gọi là mất kiểm soát với bản thân, thì điều đó nó dẫn tới những cái hành động sai, thì điều đó ok không được. Do vậy mình phải làm cái gì? Tại vì một mặt khác là mình còn chưa tính táo. Giả sử hiện tại là như thế này, mình hiện tại là ok, giả sử mình control được 91%, nhưng mà thay vì uống bia vào nó độ khoảng tầm 80% thì nó không có perfect lắm. Thực sự bây giờ làm gì? Mình phải đảm bảo được là điều đó ok, hoặc là mình uống tại đó, giả sử có vợ mình, hoặc là vợ mình sẽ mình uống một chút xíu thôi, nhưng tại đó có vợ mình và vợ mình sẽ là người đồng hành với mình để giúp mình điểm dừng lại, chứ không phải là bạn bè cứ một hai ba rô và uống xong cái là rô xong cái về nhà nằm quay xuống đó là không được. Nên do vậy chúng ta hãy uống, hãy sống có trách nhiệm nha. Câu số 17 ha, chúng ta đến câu số 17. Trong bạn có đang suy nghĩ xin lỗi trước để thể hiện bạn cao thượng hoặc làm gì? Tôi phải xin lỗi họ. Có nghĩa là khi mà có một câu này đề cập tới một cái vấn đề, là khi mà có một cái vấn đề xảy ra nha. Khi có một vấn đề xảy ra nha. Xảy ra thì bạn thường suy nghĩ là cái gì? Bạn có suy nghĩ là bạn xin lỗi trước hay không? Xin lỗi người ta trước hay không? Và nếu mà có một người nào đó nói bạn là ok mày xin lỗi trước đi, thì thực sự cái sự xin lỗi đó trong câu này có ý nghĩa là xin lỗi trước là thể hiện bạn. Ý là mọi người nói rằng là xin lỗi trước là thể hiện là bạn không có cao thượng, hoặc là làm gì tôi phải xin lỗi họ trong khi họ làm sai. Nhưng khi bạn biết không, khi có vấn đề diễn ra thì bạn phải có chịu trách nhiệm với nó. Có nghĩa là một câu nói mà mình học được rất là hay là cái gì? Khi có một cái vấn đề xảy ra mà bạn đứng có mặt ở đó thì bạn phải chịu trách nhiệm. Có nghĩa là bạn là người có mặt ở đó và bạn phải chịu trách nhiệm với tất cả sự việc đang xảy ra ở đó. Có nghĩa là gì? Do vậy bạn phải xin lỗi đối với cái hành động đang diễn ra đó và bạn phải chịu trách nhiệm với nó. Và bạn phải nói lời xin lỗi đầu tiên. Đúng không ạ? Bạn hiểu không ạ? Giả sử mà cãi vã ha. Mình lấy một cái ví dụ cãi vã. Giả sử người A chửi bạn nhưng mà bạn ok âm thầm, bạn nhẹ nhàng, sau đó bạn ôm họ ha. Thì có phải là vấn đề này được giải quyết không ạ? Đúng không ạ? Đúng ạ, bạn phải chịu trách nhiệm nha. Do vậy, hãy xin lỗi họ trước ha. Xin lỗi thể hiện rằng bạn là một người cao thượng và bạn biết rằng bạn sẽ có những cái lúc sai ha. Và khi bạn đối xử với mọi người á, bạn nên nhớ một câu này, thực sự một câu này mình rất là tâm đắc, đó là gì? Mọi người đang lớn về xác nhưng tâm hồn chỉ là trẻ thơ. Do vậy, hãy đối xử với họ như những đứa trẻ ha. Ok không ạ? Câu này mình muốn nhắn gửi tới mọi người nha. Mình muốn nhắn gửi tới mọi người. Điều này mình học được á. Điều này là một trong những thông điệp mình học được từ thầy giáo của mình. Nha. Nên là mình chia sẻ lại, xin phép chia sẻ lại tới với mọi người cái thông điệp trên. Thật sự đó là một cái thông điệp rất là tuyệt vời. Câu số 18 ha. Chúng ta sẵn sàng chưa? Trước khi đến câu số 18, mình xin phép mình uống ly ly trà ha. Uống ly trà tại vì mình hơi khát họng một chút xíu. Tiện đây thì mình cũng chia sẻ mọi người chút xíu là trà mọi người uống nó giúp cơ thể mọi người nó thanh lọc ha, và giúp mọi người cảm giác con người nó điềm đạm hơn. Lý do là gì? Cái bài học từ trà ha. Trà nó có một cái đặc biệt là như thế này. Lúc mà người uống vào cái ngụm bên ngoài vào á thì nó cảm giác là đắng đắng đúng không ạ? Nhưng uống vào ngậm vào sâu có cảm giác ngọt. Và đó là một cái bài học là gì?
trong cái sự thâm thúy bên trong cái đắng ấy, thì nó chứa những cái điều ngọt ngào và những cái điều rất là thâm thúy bên trong. Do vậy chúng ta đừng có chỉ là cảm nhận về những cái giọt đầu môi, mà chúng ta quên rằng có những cái thông điệp sâu sắc đang ở bên trong đó mà chúng ta chưa nhận ra. Và đó là một trong những lý do tại sao là bây giờ mình chỉ uống trà, chứ bây giờ mình uống cà phê mình rất là hạn chế, thậm chí là không uống cà phê. Dẫu trước kia mình rất là thích uống cà phê nha, bây giờ mình bỏ hết và mình chỉ tập trung uống trà thôi. Trong nhà mình có 3-4 loại trà lận. Tiếp tục câu số 18 ha. Bạn phán xét hành động của người khác và bạn đưa suy nghĩ tiêu cực vào hành động của họ đang làm. Có nghĩa là cái vấn đề của chúng ta đó là cái gì? Chúng ta đang có cái vấn đề này rất là nặng nha mọi người. Chúng ta đang có cái vấn đề này rất là nặng nha. Đó là gọi là sự phán xét á. Phán xét hoặc là gieo năng lượng xấu cho người khác. Có nghĩa là khi chúng ta đưa ra một khi cái nghĩa là khi chúng ta mà khi khi chúng ta mà xem thấy người khác làm một cái việc gì đó mà chúng ta cứ ngồi phân tích này kia, phân tích cứ ngồi phân tích rồi chỉ trích người ta, thì đó là thể hiện của sự phán xét ha. Thì đó là thể hiện của sự phán xét, mà sự phán xét này nó sẽ gây hại cho đối phương, nó rất là nguy hiểm nha. Nên và đặc biệt hơn ha, mình thêm câu này xíu ha, nó sẽ gieo chưa tốt vào trong cơ thể của bạn. Do vậy không được phán xét. Thay vào đó, ok, phải làm gì? Bài học đó là gì? Tại sao? Lý do tại sao họ làm vậy? Mục đích tích cực của họ là gì? Mục đích tích cực của họ là gì? Thay vào đó là chúng ta là gì? Thay vào đó, mục đích tích cực của hành động trên là gì? Nha mọi người. Thì đó là chúng ta cần phải làm điều trên nha. Chúng ta thay đổi được cách chúng ta hành xử thì chúng ta sẽ có cuộc đời chúng ta rất là hạnh phúc ha. Mình mong là mọi người sẽ ngày càng hạnh phúc hơn nha. Thì cái việc mà mình gieo suy nghĩ tiêu cực vào cái việc họ đang làm á, hay là gieo cái năng lượng xấu vào cho người khác á, thì thực sự họ cảm nhận được và sẽ ảnh hưởng cho họ rất là nhiều. Nhưng mà quan trọng hơn cái á, khi chúng ta gieo những cái năng lượng tiêu cực cho người khác thì vô tình chúng ta cũng nhận rất là nhiều năng lượng tiêu cực đó, và chúng ta đang làm hại bản thân của mình, và chúng ta đang làm hại các cái tế bào và các cái mô bên trong cơ thể của chúng ta. Do vậy mong rằng mọi người sẽ không và ngưng lại việc đó là gieo năng lượng tiêu cực cho bản thân của chúng ta. Kết luận ha, chỉ gửi đi những năng lượng và điều tích cực. Nếu mà mọi người thắc mắc cái việc đó là năng lượng là gì á, thì mình sẽ dành cho những bạn nào muốn nghiên cứu sâu, mình sẽ chia sẻ trong một cái video khác là về vấn đề năng lượng là gì, tại sao nó có cái năng lượng á, và mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm cái cách demo luôn để cảm nhận được cái năng lượng đó. Chúng ta đến câu số 19 ha. Mọi người sẵn sàng chưa? Câu số 19 ha. Bạn đang ghét những hành động xấu. Chúng ta đừng dùng cái từ là bạn ghét hành động xấu ha. Bạn đang ghét cái hành động xấu, điều này rất là đó là một cái vấn đề ha. Vấn đề ha. Chúng ta đó là chính xác là một cái vấn đề đó. Mà nếu mà chúng ta là gọi là có nghĩa là chúng ta ghét thì chúng ta sẽ khi mà chúng ta ghét á thì chúng ta vô tình đang mang cái năng lượng xấu cho đối phương ha, và bản thân chúng ta ha, bản thân chúng ta chính xác bên sâu thẳm chúng ta nó gọi là có cái phần linh hồn và các cái tế bào á,
thì có cái linh hồn và tế bào. Thì khi mà tác động vào linh hồn và tế bào chúng ta thì chúng ta sẽ tốn rất là nhiều thời gian để chúng ta lọc được những cái điều đó ra khỏi cơ thể của chúng ta. Do vậy mình mong rằng chúng ta ha hãy gieo đi những cái năng lượng tích cực cho sự vật, sự việc và cho người đối diện mà chúng ta đang nói chuyện và đang trò chuyện nha. Nha mọi người, chỉ gieo đi những cái năng lượng tích cực nha. Bạn biết không ạ? Thì nếu mà thay vì cái câu nói ha, thay vì cái câu nói mà chúng ta ghét á, thì chúng ta nói cái câu là gì? Biết ơn sự việc đã xảy ra và cho tôi cái bài học quý giá. Nếu mà bài học đó mà các bạn thấy là nó chưa nên xảy ra thì chúng ta nên học tập điều đó, và chúng ta sẽ hướng tới là gì? Tương lai chúng ta sẽ không làm điều đó đối với người thân chẳng hạn. Thì đó là một cái điều rất là quan trọng thôi. Thì đó là một cái bài học rất là tốt đúng không ạ? Bài học thứ 20 ha. Bạn cho đi thì khó nhưng nhận lại rất là dễ dàng. Phải chăng trong suy nghĩ của bạn là cho đi trước là chưa? Hay có nghĩa là phải chăng trong suy nghĩ của bạn là cho đi trước là chưa hay, và bạn đang chờ đợi họ phải cho đi trước? Có nghĩa là cái vấn đề chúng ta có nghĩa là đòi hỏi là họ phải cho đi trước. Giả sử hai người sự cho đi, đúng ạ, lấy đầu có người cho đi trước ha. Thì do vậy mong rằng chúng ta ha, chúng ta muốn cho đi, chúng ta muốn nhận điều gì á thì chúng ta phải là người cho đi trước ha, đừng đòi hỏi. Và khi mà chúng ta cho đi trước á, hay là chúng ta cho đi, nếu chúng ta cho đi đừng có đòi hỏi ha. Cho đi rồi thì đừng có đòi hỏi ha. Nếu chúng ta mà đòi hỏi ngồi tập trung vấn đề đó, chúng ta sẽ gặp ngay một cái vấn đề, và chúng ta sẽ tốn thời gian vào cái việc đòi hỏi đó. Và ngoài ra chúng ta còn gặp vấn đề nữa, điều đó rất là nguy hiểm nha. Nên mong rằng là chúng ta phải làm gì? Cho đi, hoặc là cho đi trong cái sự an nhiên, trong cái sự vui vẻ, bởi vì chúng ta thích cho đi và chúng ta yêu thương. Và chúng ta gọi là trong tâm hồn của chúng ta là muốn sẻ chia, đơn giản là vậy đúng không ạ? Chúng ta cho đi, chúng ta sẽ cho đi. Và điều muốn đề cập tới là mọi người đang làm cái gì ạ? Mọi người muốn nhận trước, nghĩa là bạn 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 nhận thì rất là dễ dàng, nhưng bạn cho đi thì cảm giác nó khó khó khăn lắm, nhưng mà bạn nhận thì rất là nhanh. Thì đó là một cái thông điệp nhé. Thông điệp ha. Trên là 20 câu ha, 20 câu mà mình muốn gửi tới tới mọi người. Do mình thấy video nó dài quá rồi nên mình xin phép là cắt video ra, thì mình sẽ làm một video với sau ha. Mong rằng mọi người sẽ học được một điều gì đó nếu trong cái video này bổ ích ha. Mong mọi người hãy like và hãy subscribe kênh của mình nha. Nhưng một điều quan trọng ha, khi mình đã chia sẻ cho mọi người và mọi người học được điều gì đó thì mong rằng mọi người sẽ chia sẻ cho những người bạn và những người lân cận của bạn tiếp theo ha. Bạn sẽ chia sẻ những thông điệp và bạn phải là, mình mong rằng là bạn sẽ là người học và tránh, gọi là có nghĩa là không dẫm vào những cái vết vết xe đổ này, và biết ơn những cái thông điệp này, và các bạn sẽ là người không làm những điều trên. Và mình cầu chúc mọi người ha luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và yêu thương, sẻ chia ha, và cho đi trong một cái sự an nhiên, luôn luôn hạnh phúc và vui vẻ. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ, chúc mọi người cũng ngon nha, tại vì mình làm video này là cũng vào buổi tối rồi. Cảm ơn lời cuối cùng ha, biết ơn và cảm ơn tất cả mọi người đã cho mình có cái cơ hội để chia sẻ những cái thông điệp trên cho mọi người. Và
giúp cho gọi là giúp cho mọi người có thêm mở ra được cái cánh cửa đi vào cái sự gọi là sâu thẳm của cái sự gọi là sâu lắng bên trong của mọi người. Và cảm ơn tất cả mọi người ha, cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe, cảm ơn tất cả mọi người đã cho mình cái cơ hội để được phụng sự và chia sẻ cho mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người nhiều nha. Và mình xin phép được kết thúc video tại đây nha.